các bạn đang xem kênh tin tức và ứng dụng Việt Lào. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận được thông tin mới nhất nhé. Mật ong chuyển màu nâu đen, có uống được không? Nhà tôi có mua mật ong rừng, ban đầu màu vàng cánh rán, nhưng để một năm chuyển thành nâu đen. Lúc này liệu có sinh chất gây hại? Rất tiếc bạn đã quay vào ô hàng giả. Mật ong rừng không bao giờ đổi màu. Mật ong sẽ chuyển màu đen dù thật hay giả. Mật ong mình lấy tại nhà vẫn chuyển sang đen và uống không vấn đề gì, vì mật ong có tính sát khuẩn nên để 100 năm vẫn được. Nên bỏ đi nha bạn. Màu đen là bởi một loại nấm mốc phát triển trong mật ong. Mật ong để lâu xuống màu và giảm hoặc mất hẳn hương vị của nó. Nếu là mật ong thật thì bạn có thể để bao lâu, cũng được vì bản thân mật ong là một chất kháng khuẩn mạnh trong thiên nhiên. Màu đen là do quá trình oxy hóa các chất trong mật ong, hoặc phản ứng sẫm màu của đường với axit amin. Bình thường thôi, không vấn đề gì hết. Nếu nó hư nó sẽ lên mùi chua cho phản ứng lên men, còn không thì vẫn xài ok. Mật ong dừng ở các khu vực trồng cà phê để lâu khoảng một năm, hoặc lâu hơn sẽ chuyển dần sang sẫm màu và không ảnh hưởng đến chất lượng mật ong, vì đó là màu đặc trưng của mật hoa cà phê. Mật tôi để hơn một năm trong tủ mà vẫn vàng ương, lâu lâu mở nắp ra nghe tiếng xì giống như mở nắp chai nước ngọt có ga vậy. Mật để quá lâu thường sẽ chuyển màu, để hạn chế cũng như chậm chuyển màu của mật nên chữ mật trong chai thủy tinh thay vì chai nhựa. Mật ong sẫm màu rất nhiều nguyên nhân, từ chất liệu ong mang về có thể lấy mật từ lá, hoa, phấn hoa kết hợp và tình trạng sức khỏe của con ong để tiết men lên mật, chưa kể cách thức làm mật có lẫn xác nhọng ong sẽ tạo men, khi mở nắp có ga, để mật được lâu thật lâu mật phải thật sạch, không có xác ong. Mật ong chỉ để được 2 năm trong điều kiện nhiệt độ thường thôi bạn ơi, ở nơi có nhiệt độ nền cao thì còn ít hơn. Để càng lâu sẽ có chất gây hại, nồng độ ngày càng tăng, mật sẽ có vị đắng. Mật ong xuống màu là bình thường, miễn không mốc hay đổi vị bị thì do mật giả hoặc bạn để nước vào thì mật vẫn dùng được. Nhưng lúc đó chất lượng mật không được như ban đầu vitamin và các chất có lợi bị giảm đi. Còn các bạn nói mật chả hay thật bị đổi màu thì chưa chắc. Vì dù mật thật nhưng lấy ở các mùa khác nhau và các loài hoa khác nhau thì chúng cũng rất khác nhau rồi. Mình đã uống hết 3 lít mật ong, nó còn đen hơn hủ trên hình. Mỗi lần pha uống hai muỗng canh với chanh và nước ấm. Thậm chí nó tệ đến nỗi mật mất đi độ kéo kết dính, nó gần giống như nước vậy. Tiêu chảy nhẹ lúc bụng yếu bụng bình thường thì không sao. Mùi vị nó không ngon như ban đầu. Lời khuyên bạn nên để mật đen nấu ăn và mua mật còn mới để uống. Mật để lâu màu càng sậm và chuyển đen. Mật mà không chuyển màu chắc bỏ hóa chất trong đó. Ông hút mật hoa keo. Keo lại lấy gỗ và làm giấy. Hiện nay ở quê tôi toàn trồng keo trên rẫy trên rừng nên để mật một vài tháng là nó chuyển sang màu nâu đen. Chất lượng mật phụ thuộc vào hoa mà ong nó hút. Chờ ở quê nhà, mua mật mà để qua vài tháng vẫn vàng mới nghi ngờ là mật pha đó. Mình là người trực tiếp khai thác và bán mật ong rừng. Mình khuyên bạn vẫn dùng bình thường, vì mật ong, còn tùy vào khi ong lấy mật, ở vùng hoa có thể sẫm màu nhanh hoặc chậm. Mật ong hỏng sẽ loãng như nước, nếu vẫn đậm đặc thì vẫn dùng bình thường. Tốt nhất nên sử dụng dưới 2 năm mật ong rừng có ga rất mạnh bạn mua mật ong nên chọn loại có ga mạnh là tốt nhất mật tôi tự bắt từ rừng về một thời gian sau nó đóng đường và tôi đem phơi nắng một dạo nó đen thôi tôi vẫn dùng bình thường chủ yếu kho thịt nướng thịt khi nào mật có mùi vị lạ mới có vấn đề không thì vẫn sử dụng được nhưng để an toàn có thể dùng nó kho thịt chứ không uống trực tiếp là được thôi có thể bạn mua phải mật ong không đạt chất lượng 100% mật ong tự nhiên vì sao một năm mật ong tự nhiên chưa thể đổi màu nhà mình bắt được 2 lít ong mật để dùng dần đến nay đã hơn 2 năm cũng chuyển qua màu cánh rắn đậm nhìn có vẻ hơi đen chứ nó có đen đâu vẫn xài tốt chốt một câu là vẫn xài ok nhé bạn yên tâm mà xài